Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đồng Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Và Đình Toàn vẫn luôn luôn mong quý vị hãy nhớ ba con số 7 quen thuộc của chương trình. Đó là chương trình chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ tối ngày thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ các thí sinh trong Siêu Quậy Tí Hon ngày hôm nay. Đội màu đỏ, Hạng Long, thí sinh Giáng My, 1,5 tuổi, cân nặng 13,5 kg, rất thích nghe nhạc và thích múa. Hạng Rùi, thí sinh Hồng Phương, 4 tuổi, cân nặng 25 kg, thích xem phim hoạt hình và các chương trình thiếu nhi. Hạng Nặng, thí sinh Thanh Ngân, 7 tuổi, cân nặng 34 kg, thích nuôi động vật. Đội màu xanh, thí sinh Thanh Giang, 1,5 tuổi, cân nặng 13 kg, thích xem các con vật dễ thương. Hạng Rùi, thí sinh Duy Phương, 4 tuổi, cân nặng 25 kg, thích hát, thích vẽ, thích xem phim hoạt hình và các chương trình thiếu nhi. Hạng Nặng, thí sinh Anh Tôn, 7 tuổi, cân nặng 38 kg, sở thích rất đơn giản là thích xem TV. Đội màu vàng, Hạng Long, thí sinh Phương Nghi, 1,5 tuổi, cân nặng 12 kg, thích chơi thú nhún và thích đi siêu thị. Hạng Rùi, thí sinh Thúy Hà, 4 tuổi, cân nặng 25 kg, thích xem phim hoạt hình Tom Jerry, thích ăn sô cô la và ăn kem. Hạng Nặng, thí sinh Minh Quân, 7 tuổi, cân nặng 42 kg, thích khám phá và thích leo núi. Chúng tôi luôn hy vọng mang đến cho quý vị những giờ phút thư giãn thật thoải mái và hy vọng quý vị sẽ luôn yêu thích chương trình Siêu Quậy Tí Hon. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Đình Toàn bắt đầu đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị, chúng ta đang đến với giải vô địch Hạng Long. Và ngày hôm nay các thí sinh 1,5 tuổi ở giải vô địch Hạng Long sẽ cùng đến với chúng ta trong trò chơi mang tên kẹo xe. Mỗi thí sinh đang có một cái xe kéo, và khi nào chú Toàn đếm 1, 2, 3, các con sẽ cùng kéo xe trở về đích. Ai về nhất sẽ được 3 điểm, người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng được 1 điểm. My ơi, Giáng My, vẫy tay với chú Toàn đi, con vẫy tay với chú Toàn đi. Nhớ nha, ba mẹ sẽ giúp cho các con chơi ha. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Đi đi con, đi lên, đi lên, đi lên. Đi lên màu xanh, màu xanh hay đỏ vượt lên đây. Xanh hay đỏ vượt lên đây. Giang, Giang lên đây, Giang lên đây. Nghi ơi, ai lên trước? Đỏ, bây giờ là vàng hay xanh? Chạy lên con. Con đi lên, con đi lên, con đi lên. Con đi lên, đi lên, đi lên. Ráng lên, một bước nữa. Một bước nữa, một bước nữa. Một bước nữa con, một bước nữa. Rồi. Dạ, xin mời các chị phụ huynh, các chị ẵm bé quay lại đây với Đình Toàn. Các thí sinh của chúng tôi đã nhanh chóng hoàn tất vòng thi đầu tiên của giải vô địch Hạng Long rồi, với kết quả như sau. Đội màu đỏ, con xuất phát rất nhanh và về rất nhanh, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Đội màu xanh, con nhận được 2 điểm. Còn đội màu vàng, chần chừ mãi nhưng cuối cùng cũng về đến đích và nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Kết thúc trò chơi kéo xe, đội đỏ 3 điểm, đội xanh 2 điểm, đội vàng 1 điểm. Chúc mừng sự khởi đầu tốt đẹp của đội đỏ.
Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng ruồi. Giải vô địch hạng ruồi là giải đấu dành cho các thí sinh ở lứa tuổi trung bình của cả ba đội. Và ngày hôm nay, các thí sinh sẽ cùng nhau đến với chúng ta trong một trò chơi rất quen thuộc của chương trình, đó là trò chơi thầy tả. Trước khi công bố thể lệ, giống như luật lệ của trò chơi thầy tả, chú Toàn muốn hỏi đội màu vàng, Hà ơi, ở nhà con có giúp cho mẹ làm gì không? Con giúp mẹ làm gì? Con giúp mẹ làm cơm. Làm cơm. Vậy con giúp ba làm gì? Con giúp bố làm ăn sữa chua. À, chú Toàn nghe rồi, giúp bố ăn sữa chua. Thế còn bạn trai, ở nhà ai là người nấu cơm? Dạ sư chú ba mẹ. À vậy thì thế con ở nhà con có phụ ba mẹ làm gì không? Dạ có. Con làm gì? Dạ con trụ quét nhà. Con phụ quét nhà, con phụ gì nữa? Con phụ ăn cơm. Con phụ ăn cơm cho ba mẹ hả? Hay quá ta. Vậy thế còn đội màu đỏ, Phương nè, ở nhà con phụ mẹ làm gì? Con quét một lần mấy cây chổi? Hai cây chổi lần hả? Là con cầm sao? Con cầm mỗi tay một cây chổi đúng không? Mỗi tay con cầm một cây chổi hả? Hay quá, mỗi bé đều có phương cách giúp ba mẹ khác nhau. Để mai mốt chú Toàn cũng về, chú Toàn tập hai tay hai cái chổi chú Toàn quét cho nó lẹ. Rồi bây giờ thì chú Toàn lại cần hai bàn tay của các con thật khéo léo, các con thay tả cho em bé của mình. Các con có thể làm theo cách của mình hoặc cách của người lớn, miễn sao thay được tả cho em thôi. Chúng ta sẽ cùng tháo cái tả cũ ra, bôi phấn cho em, sau đó chúng ta thay cho em một cái tả mới. Nhớ nha, thay thật khéo léo. Đây là tả mới của con, của Duy Phương và của Hà. Nào, 2 phút 30 giây dành cho trò chơi thay tả của các con bắt đầu. Rồi, con để tả cũ ra. Bôi phấn cho em nha. Rồi thì con ẵm em lên. Xong chưa? Có ai có cần sửa sang tả lại cho em bé không? Không cần hả? Nào, để chú Toàn coi nào. Đội màu đỏ. Tiếp theo, đội màu xanh cho chú Toàn mượn em bé nào. Cao lên một chút thì tốt. Còn con, mặt trước, mặt sau. Chú Toàn đã nói rồi, cần phải sửa sang lại cho em. Được chưa? Cái này là chú Toàn làm nè, chứ không phải con làm rồi nha. Rồi, được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau công bố điểm. Đội màu đỏ cơ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Đội màu xanh và đội màu vàng, các con sẽ cùng nhận được 2 điểm. Rồi, cảm ơn các con. Bây giờ chúng ta hãy cùng
trở lại để xem các em của chúng ta thi đấu như thế nào nhé. Điểm số bây giờ là đội đỏ 6 điểm, đội xanh 4 điểm, đội vàng 3 điểm. Quý vị thân mến, chúng ta lại trở lại với phần thi đấu của giải vô địch Hạng Long. Và đầu tiên thì Đình Toàn xin cảm ơn các chị phụ huynh, các chị đã trợ giúp các thí sinh rất nhiều ở trò chơi đầu tiên. Và bây giờ xin hãy trợ giúp như thế ở trò chơi thứ hai. Chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi thì uống sữa. Mỗi thí sinh sẽ được cung cấp một bình sữa với thể tích như nhau là 60ml. Và trong vòng 2 phút 30 giây, thí sinh nào uống hết đầu tiên sẽ nhận được 3 điểm. Thí sinh về nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm. Nào các thí sinh, giờ uống sữa của các con bắt đầu rồi. Chúng ta hãy nhờ mẹ giúp nào. Và 2 phút 30 giây dành cho cả 3 thí sinh bắt đầu. Đây. Wow. Wow. Làm lẹ vậy. Cô lẹ quá vậy. Màu đỏ còn chút đá lên con, đá lên. Thế còn lại màu vàng. Wow, ăn cùng trên hai chân nữa. Uống sữa nha. Giỏi quá. Uống nhanh con. Wow, đội màu đỏ đã xong. Chạy tiếp đã đi chơi. Đội màu vàng còn những phần sữa cuối cùng. Đã lên con. Hay để chúng bạn uống phụ được không? Ra đây, ra đây chú Tàng, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây với chú Tàng, lên lên. Ra đây chú Tàng. Đi đây với mẹ nè, con đây với mẹ nè. Con đây với mẹ. Yeah. Kính thưa quý vị, chưa cần đến 2 phút 30 giây nhưng các thí sinh của chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi. Và số điểm bây giờ sẽ là đội màu xanh sẽ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Đội màu đỏ nhận được 2 điểm. Thí sinh đội màu vàng vô đây nhận điểm con. Vô đây, vô đây nhận điểm, vô đây, vô đây, vô đây. Đến đây, đến đây, đến đây. Ngồi xuống và chú Toàn sẽ dành tặng cho con 1 điểm về cho đội màu vàng. Và bây giờ xin mời quý vị cùng trở lại với phần thi đấu của các thí sinh đã giải vô địch Hạng Rùi. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh, cảm ơn cả 3 thí sinh. Kết thúc trò chơi uống sữa, đội đỏ 8 điểm, đội xanh 7 điểm, đội vàng 4 điểm. Cố lên đội vàng ơi. Chúng ta lại trở lại với phần thi đấu ở các thí sinh đã giải vô địch Hạng Rùi. Và ngày hôm nay, các thí sinh ở giải vô địch Hạng Rùi sẽ cùng nhau đến với chúng ta trong trò chơi lái xe. Ai cha, Đình Toàn rất thắc mắc không biết là các thí sinh có kinh nghiệm về lái xe hay chưa. Chúng ta sẽ hỏi họ xem. Thế nào, ở đây bạn nào đã lái xe rồi? Giơ tay lên chú Toàn coi. Ai cũng lái rồi hết, bỏ tay xuống. Thế thì đội màu vàng, bạn Hà, con có lái xe bao giờ chưa? Dạ. À, con lái xe ở đâu? Lái xe ở ngoài đường.
ở ngoài đường. Ôi hay quá, ở ngoài đường con lái xe gì vậy? Xe ô tô. Thế còn bạn Phương ở đội màu đỏ, con lái xe gì rồi? Con lái xe đạp ô tô. Vậy xe đạp có mấy bánh? Dạ hai. Hai bánh. Thế xe ô tô có mấy bánh? Dạ ba. Ba bánh. Vậy bạn Duy Phương, con lái xe ở ngoài đường, con có thấy đèn xanh đèn đỏ không? Đèn xanh dùng để làm gì? Dùng rửa đời. Đèn đỏ dùng để làm gì? Dùng rửa vàng. Thế còn đèn vàng? Đèn vàng thì dùng rửa chuẩn bị. À, còn nếu như không có một cái đèn nào hết thì mình sao? Thì mình không rồi. Thì mình không đi, mình đứng hoài luôn. Dạ, nếu có đèn xanh và đèn vàng mới về nhà. À, đúng cho tới chừng nào có đèn mới về nhà. Thôi được rồi, cảm ơn các con. Bây giờ trò chơi chúng ta hôm nay sẽ mang tên là lái xe. Nhiệm vụ các con là sẽ vào trong xe và lái lên đích phía trước, mỗi lần nhặt về cho chú Toàn một quả bóng, nhớ nha. Lần lượt như vậy cho đến quả bóng thứ ba, ai mang về ba quả bóng đầu tiên sẽ nhận được 3 điểm, người về nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm. Bây giờ thì các con mở cửa xe ra, bước vào, đóng cửa chắc chắn lại, đặt tay lên vô lăng. Trò chơi lái xe bắt đầu. Ai là người chạm với banh đầu tiên? Đội màu vàng. Màu vàng đúng rồi, bỏ vào sau thùng xe và chở về đây cho chú Toàn. Nhanh lên để xem ai quay xe về. Cảm ơn đội vàng, quay lên lấy như vậy với trái thứ hai. Cảm ơn đội màu xanh, quay lên đi các con. Quay xe lên, quay xe lên. Cẩn thận, coi chừng vướng xe của nhau. Đội màu vàng đã xuất phát đi với trái thứ hai. Xích lên con. Chúng ta có thể lấy bằng ngõ cửa xe cũng được nha. Lấy trái banh đưa cho chú Toàn, nhanh lên. Cảm ơn con. Trái thứ ba đi Hà, trái thứ ba đi Phương. Giỏi lắm, hãy bắt đầu như trái thứ ba. Ai sẽ mang về trái banh thứ ba đầu tiên đây? Đội màu vàng, đội màu vàng. Lấy cho chú Toàn cái banh, nhanh lên. Giỏi lắm, đẩy xe về đây. Cái banh của con. Giỏi lắm, chạy thẳng xe vào đây. Mở cửa xe bước ra ngoài và bước theo chú Toàn ra đây. Trò chơi lái xe của chúng ta đã kết thúc. Tất cả các thí sinh đều rất nhanh nhẹn, họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lái xe và lấy banh nữa. Thế thì bây giờ đội màu xanh có nhận được 1 điểm về cho đội của mình, đội màu đỏ có được 2 điểm về cho đội của mình, vui không? Còn con giỏi lắm, con có được 3 điểm về cho đội của mình. Bắt tay nhau nào, bắt tay nhau. Chúc mừng bạn, chúc mừng. Và chúng ta hãy cùng nhau theo dõi các thí sinh ở giải vô địch hạng nặng. Kết thúc trò chơi lái xe, đội đỏ 10 điểm, đội xanh 8 điểm và đội vàng 7 điểm. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng nặng. Sẽ là phần thi đấu của các vận động viên lớn tuổi nhất của cả 3 đội. Và đây là 3 vận động viên của chúng tôi. Trước khi bước vào vòng thi đấu, chúng ta hãy cùng làm quen với từng vận động viên một. Xin chào đội màu vàng. Con thích nhất là cái gì? Dạ con thích nhất là leo núi.
Leo núi. Con đã leo núi bao giờ chưa? Dạ chưa. Vậy sao thích? Dạ con tôi cũng thích. Ha. À, thế còn đội màu đỏ. Ngân. Ngân thích nhất là cái gì? Dạ con thích là nuôi động vật. Nuôi động vật. Con thích nuôi con gì? Con thích nuôi con chó hay con mèo. Cảm ơn con. Thế còn Tôn. Con thích nhất là cái gì? Dạ con thích nhất là chơi điện tử. Chơi cả ngày không? Buổi trưa với buổi sáng chơi. Tới giờ ngủ thì con đi ngủ chứ con không chơi nữa. Như vậy là con chơi cả ngày rồi con chỉ trừ lúc ngủ thôi. Đúng không? Dạ. Vậy thì thời gian đâu con học bài? Dạ tại con làm bài ở trường hết. À rất là giỏi. Vậy bây giờ chúng ta hỏi, có ai thích chơi siêu quậy tí hon không? À ai cũng thích hết. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu tham gia chương trình siêu quậy tí hon ngày hôm nay với một trò chơi mang tên xếp thảm. Xem đây, mỗi bạn đều có 3 tấm thảm. Chúng ta sẽ sử dụng 3 tấm thảm để di chuyển về đích. Nhớ nha, phải sử dụng cả 3 tấm thảm, không sử dụng 1 hay là 2 tấm mà phải xài luôn 3 tấm. Cứ như vậy, lần lượt như vậy, các con sẽ di chuyển về tới đích. Ai về tới đích đầu tiên, đứng lên, gom thảm lại. Nhớ nha, thì các con sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng sẽ nhận được 1 điểm. Ai muốn 1 điểm giơ tay lên. Ai muốn 3 điểm giơ tay lên. Thế được rồi, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu trò chơi xếp thảm. Bước vào vị trí xuất phát. 1, 2, 3, bắt đầu. Việc sắp xếp thứ tự các tấm thảm như thế nào cũng là một phương thức để các con có thể nhanh chóng về đích trước tiên. Nhớ đừng hãy xa quá thì chúng ta bước không tới. Đó, thấy chưa? Áo vàng, nhanh lên nào. Vàng hay đỏ? Ai là người bước chân lên? Nhanh lên, gom thảm lại. Vàng, đỏ, da. Cứ từ từ gom thảm đi, mọi người về hết rồi con. Cảm ơn cả ba bạn đã kết thúc phần chơi của mình. Lùi về đây với chú Toàn, nhanh lên. Anh Anen, lùi về đây, đứng bằng chú Toàn đây. Đứng đây. Anen, áo đỏ đứng đây. Đây nè. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng xem ai là người mang về 3 điểm. Con mang về 3 điểm cho đội màu vàng. Yeah. Đội màu đỏ sẽ nhận được 2 điểm. Và đội màu xanh nhận được mấy điểm? Mấy điểm? Mấy điểm? 1 điểm dành cho đội màu xanh. Không về, không về, 1 điểm không về. Không sao, hãy cùng chơi và chơi thật vui bởi vì chúng ta còn rất nhiều trò chơi khác nữa. Thôi về đi. 2, 3, yeah. Và chúng ta lại tiếp tục đến với giải vô địch hạng nặng ở trò chơi thứ hai. Kết thúc trò chơi xếp thảm, đội đỏ 12 điểm, đội xanh 9 điểm và đội vàng vươn lên 10 điểm. Các thí sinh đã giải vô địch hạng nặng của chúng tôi đã trở lại rồi. Và... Ủa? Các thí sinh đâu hết rồi? À... Mừng quá, chúng ta gặp lại nhau rồi. Nào, trò chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ mang tên là tạo mặt. Trước khi bắt đầu trò chơi, chú Toàn muốn hỏi đội màu xanh, trên khuôn mặt chúng ta có những gì? Kể chú Toàn nghe. Dạ có mắt, mũi, miệng, lỗ tai, lông mi. Có răng không? Khi con nghe răng thì là răng có trên mặt rồi. Bây giờ nói chú Toàn nghe, mặt dùng để làm gì? Dạ dùng để chụp hình. Để chụp hình, có dùng để rửa mặt không? Có. Vậy đội màu vàng đi. Màu vàng, nói cho chúng tôi nghe, cái miệng dùng để làm gì? Để nói, để cười, để khóc, để ăn. À, đâu cái miệng cười thì cười sao? Cười chúng ta coi.
vậy còn miệng khóc. Rồi cảm ơn. Thế đội màu đỏ, mắt dùng để làm gì? Mắt dùng để nhìn, để liếc. Khi nào thì con liếc? Khi bạn chọc. Khi bạn chọc con đâu con liếc thì sao đâu. Trời ơi, chúng ta sợ quá. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đến với trò chơi hôm nay sẽ mang tên là tạo mặt. Sau lưng các con có ba khuôn mặt, chưa có mắt mũi miệng gì hết. Và trước mặt mỗi đội có một cái bục, trên đó có đầy đủ mắt, mũi, miệng, lông mày. Nhiệm vụ các con là mỗi lần chúng ta chỉ lấy được một món thôi. Chạy về chỗ lấy một món, quay lên dán, và sau đó chạy về quay lên dán. Cứ như thế, ai dán đầy đủ khuôn mặt nhanh nhất và đẹp nhất, đương nhiên nó phải ra khuôn mặt, có nghĩa là cái mắt phải nằm dưới chân mày, chứ không có chuyện mà cái mắt nằm ngay cái miệng. Đồng ý không? Đó. Đó, thì người đó sẽ nhận được 3 điểm, người dây nhi nhận được 2 điểm, và người cuối cùng thì chỉ nhận được chính xác. Nào, bây giờ